bụng cho nó co đi được. Nhưng mà tao nói nãy con miếng hai đó trời. Nhớ vậy đó. Anh luôn nhìn cái đây nè, đừng có nhìn đâu đây. Anh luôn nhìn cái tivi. Anh luôn nhìn. Nói vậy xong anh cũng lấy. Ờ anh cũng lấy. Lấy đúng rồi, đó mà cũng phải lấy. Đang bây giờ trong lấy điện thoại ra cùng cho bộ cho đang ngồi bấm điện thoại đi. Đang coi tivi mà. Ờ. Tivi hả? Mình kêu chuyển kênh gì đó. Ok ok. Phải làm cái gì cũng đại thử chứ. Rồi đó nha. Bị nè. 3 2 1 bắt đầu. Chồng. Sao vậy? Đưa điện thoại cho vợ. Ủa ngay tay vợ mà. Ôi, này con đòi chứ đâu phải vợ đòi đâu. Nó nhỏ mà coi tivi gì? Nó muốn coi kênh khác, kênh này coi bị chết đó. Còn luôn nữa. Rồi đóng đi. Đâm. Bấm đi. Đóng kênh gì? Kênh gì ai biết, bấm đi. Trời. Đó, ngắn thôi thế em gì? Kìa giờ tao đâu có tài. Tao đâu có tài, tao đâu lấy đâu. Rồi cắt ra. Nhưng mà nãy của chị nhưng mà chưa ok. Nhưng mà ta chồng nói em mở cái remote đi. Chị tới cái remote là được rồi. Xong rồi cái khúc sau á mới cắt cả làm thêm bối cảnh nữa là chồng chuyển kênh. Thì đó ý là em nói làm từ đoạn thôi. Dạ đúng rồi chồng. Xin chào quý khán giả của Trong Official. Chồng chào khán giả. Ngày hôm nay quan trọng quay phim nha. Tự nhiên rồi bác quay TikTok. Rồi bây giờ là đây là ekip nè. Đây là ekip quay nè cả nhà. Hiểu không? Mọi người chào đi cả nhà. Mấy em từ quận 7 qua đó cả nhà ơi. Rồi bây giờ coi hậu trường quay nha. Rồi mọi người nhớ đón xem bên kênh TikTok của Trâm với anh Trọng nha cả nhà. Miền cửa, miền cửa. Em bé còn trong bụng sao coi được. Nghĩ vậy đó, hiểu không? Thôi đừng nói nữa, nói đủ rồi. Ủa nhưng mà vậy nè. Sao, có nghĩa là đang coi TV rồi thì lấy cái remote chuyển kênh làm gì. Có nghĩa là bây giờ hôm nay bấm thoại xong rồi chị kêu là chồng đưa remote đây. Chị mới nói là đưa remote đây, con nó muốn coi phim chứ đâu cái vợ coi đó. Có nghĩa là mình đang coi rồi mà sao mình nói được cái đó, đúng không? Thì đây vẫn đang coi nhưng mà kênh khác mà. Thì nãy vẫn đang coi mà vợ kêu lấy remote chuyển kênh khác. Giờ cãi không? rồi, quay lại. Quay lại nữa hả? Quay lại chứ chưa được mà. Chồng tôi tắt mồ hôi hột luôn rồi. Quay cái nữa thôi nha, quay nữa. Quay cho nó clip chứ. Rồi nha, chuẩn bị nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Chồng, đưa remote cho vợ. Chồng đang coi mà. Thì đưa remote cho vợ chuyển kênh. Remote đây. Remote ngay tay vợ kìa. Thôi, cái này con nó muốn chứ không phải vợ muốn rồi đây. Mấy nhỏ mà coi tivi gì. Cắt. Chưa được. Muốn được sao nữa. Vậy thiếu cái gì? Nó thiếu chỗ nào? Cái đoạn mà thoại á, cái đoạn mà chị nói kêu là nó không hợp lý mà, hả? Nó là con đòi với vợ đâu có đòi. Đúng không? Dạ. Thì chồng nói rồi mới nhỏ mà coi gì đó. Mới nhỏ coi vậy xong rồi tụi em sẽ cắt mà anh chồng ra làm mấy cái khúc mà mất cửa khúc sau. Anh mốt làm, anh chồng rồi. Cho một lần nữa đi, làm một lần nữa. Nó nghĩ là tại vợ chứ tầm diễn ok rồi, diễn quá trời số 1 rồi. Không gì nữa, hết xong rồi thôi nha. Tầm kỳ quá à. Ôi, không có quay đâu mà cứ bắt quay hoài. Nhưng mà chợ chưa quay được, vợ diễn dở quá, vợ diễn lại nè. Ok. Chồng cố lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Chồng. Chuyển remote cho vợ. Chồng đang coi mà. Chuyển kênh đi. Kênh gì? Con muốn ngồi coi phim. Mới nhỏ mà coi cái gì? Dạ đưa cái gì mất đây. Nè vợ. Nè con. Ok được. Đây con luôn. Đây con luôn. Ok đấy. Đáng lẽ chồng phải kêu nè con chứ. Đó, anh có nói mà. Đáng lẽ kêu nè vợ trước rồi mới kêu nè con. Nè vợ này con luôn hay. Đấy là nè vợ ra. Ok, dễ thương. Không biết sao giận sao cho vui nha, tôi thấy cũng vui rồi đó. Vui mà. Vui. Rồi, ok rồi. Rồi cái cuối là gì nè? Là gì chị? Dạ rồi, xong rồi đó. Xong rồi vậy? Rồi gì nữa? Quay một clip đó. Không quay được mà. Ê mà được. Anh chồng quay nhỏ đất trưởng đi. Lấy nón lưỡi chai rồi ngược lại cho anh Trọng đi. Nón lưỡi chai đâu? Nón lưỡi chai đó, xong bây giờ chị lên chị tìm một bộ đồ là xịt tinh châu nhất. Xong tính ơi làm tóc cho Trâm đi năm 2000 á. Chị mua cái nè, cái thắt hai cái cục dâu dâu nha. Không, phải để cái mé xéo qua một bên trước xong rồi thắt hai cái mà. Ê
thưởng cuối tuần này mày rảnh không? Đưa đưa cho anh to đi. Cái đó dễ thương á. Này dễ thương á chồng. Ok ok thương không biết nữa. Có gì mua xe cho, mua xe mua xe. Vì một cái clip TikTok thôi mà. Mua xe sao hả? Ê thuộc là thuộc lời đi, đưa cho ông học thuộc lời trước đi, chị đi chuẩn bị đồ cho. Lấy chồng lấy cái quần đùi chồng bận vô một cái áo màu nè lên, xong đổi cái nón lưng chai ngược lại là xong. Cao không? Bà phải không? Chị có. Bà phải chị mặc quần. Rồi cái nhà chờ trăm biến hóa thập niên 2000 nha. Có chuyện gì không nhóc? Đưa cho ông thuộc rồi chứ đi em, chị dễ thuộc lắm, không thuộc đâu á. Đi lên đây dịu ơi. Đây và tiếp tục mày, được mày, mày lớp gì trên đây cái này nhìn đẹp trai. Đâu bồi đẹp trai. Đây là cái style của chị. Đâu mấy bụng đâu, cái này đặng mà. Xin chào cả nhà. Đây là tập niên. Tập niên năm 2000. Ừ đúng rồi, đây là cả nhà. Đây là tập niên năm 2000 nè. Đó, giờ đang làm tập niên năm 2000 đó. Gu qua bả 20 năm cũng không thay đổi đâu. Hay quá, có tập niên năm 2000 hả? Bắn đẹp trai nha. Ê tập hát cho chồng. Hồi xưa năm 2000 mấy cái đồ thái màu màu đó hot đấy, đừng dở. Đúng rồi. Xịn xịn cái gì. Ê dở lớp trưởng sạch đi chồng. Cái gì không? Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng mà. Em mở ra anh tập đi. 1, 2, 3. Anh là tối thứ 7 tuần này á. Cho phi nha, cùng đi hết. Anh nhấp nhấp cái miệng. Không biết cái gì mà nhấp. Bắt nước ra, bắt nước mà vẽ bên bên phải nè. Góc mặt tao bên đây nè, tao quay nè. Góc mặt. Tập cho mới đưa đi tập em ơi. Ê cái mô kiểu này phải nhiều YouTube luôn á. Dễ thương quá à, nhắn cho mình dễ thương đó. Ê nhỏ lớp trưởng có gì không nhắn. Sao đâu nhớ hết được. Tôi thuộc bài hát, cái này là bài hát mà. Sao đâu thuộc bài hát đâu. Thì bây giờ học đi cho thuộc. Em nhỏ lớp trưởng. Bây giờ tập lại nè. Tới thứ 7 tuần này mà có bản gì không? Cái đội gì hết rồi, có nhiều anh trọng có hai câu à. Ôi đang nghe mà. Để cho tao học, để cho tao học. Trời ơi, giỡn mừng học luôn á, tao ghét em không á. Đây nhớ nhớ tự sướng lại nha. Nhớ tự sướng năm 2000 lại nha, để bắt. Nhớ vậy chơi trái tim nữa nha tí. Đây là Hoàng Tín makeup nha mấy bạn. Ngày hôm nay Tín sẽ làm cái style 2000 cho mình. Ngày xưa son đánh màu gì ta? Màu hồng. Màu hồng. Màu hồng. Hồng cánh sen Tín ơi. Bôi đi đến hồng cánh sen đúng rồi. Trong có hồng cánh sen, để Tâm đi lấy hồng cánh sen. Thì lấy đem trong cái set son 5 cây nó có màu hồng cánh sen. Đúng rồi. Đắt tí nào với nhà là bịch nào với nhà. Mày có màu hồng cánh sen không Tín? Có hả? Ok luôn. Vì một clip này mà đầu tư quá rồi. Ráng triệu view nè mấy bạn. À lúc này là anh Trọng đang học bài nha cả nhà. Nãy giờ nhỏ lớp trưởng hoài luôn mà chưa thuộc trăm thuộc rồi đó. Dữ quá không làm nghe được luôn. Ok không nói nữa. Ê, nhỏ lớp trưởng có chuyện gì không nhá. Cuối thứ 7 tuần này gì không? Thuộc rồi đó. Rồi giờ tập thử nha. Cái gì trời. Ngày xưa người ta hay vẽ đây chữ kêu rồi vào đây trái tim á. Chồng ngày xưa 2000 năm 2000 vậy đó. Hot trend ngày xưa đó, chồng biết gì trơn. Ngày xưa là chị Bảo Thi. Nhân vật chị Bảo Thi nè. Chị Bảo Thi cái gì. Ngày xưa biết tin chị Bảo Thi đi biết tin đó.
thi đậu. Con công chúa bong bóng á. Công chúa bong bóng á. Thi đậu ấy. Ngày xưa lớp xưa ấy có một nàng công chúa. Cho 100 vé nè. Có 2 tấm vé kiểu lóc chóc lên, ngày xưa lóc chóc làm sao á. Giống như bữa quay trong sai anh làm á, anh cũng vậy đó. Trời ơi, hợp luôn. Mà tâm đầu tư quá cho. Ủa, dễ thương cái chị, thôi chị nhớ chụp hình lại nha. Ừ, nhớ chụp hình lại. Rồi, bây giờ khán giả chờ em xíu nha, để em quay cái nha, rồi em quay tiếp nha. Còn những lóc chóc lên kìa, y nhỏ lắm chữ, thèo thèo vợ thôi chứ đừng. Ủa, từ từ chậm lại. 1 không ơi, em quay 3, 2, 1 đi. Ủa, em đếm không, chứ vô 3, 2, 1, vỗ tay một cái. Rồi nghe đó, cắt khúc đó luôn. Chồng, chồng, chồng nghe nhạc á, chồng nghe là đi nhỏ lớp trưởng này, chồng thấy chồng thấy vô. Bây giờ tâm trí là đứng diễn chứ. Là anh nhìn ở đây hay nhìn đây? Nhìn vợ, diễn với vợ mà. 3, 2, 1. Chồng được hát là tiếng, chồng nhét cái miệng, nhét có miệng thôi, chồng nhét, chồng nhét cái giọng này nè, chồng được có hát, chồng được có quan tâm nó không sao hết trơn, cao quá ai biểu kim, nè thấy chưa, chồng phải liếc về cái vợ vui, cái em bé vui, để quay cho, trời ơi, quay ngược được mà, quay. Em quay đi chứ em quay đi, không sao. Nhỏ lớp trưởng rồi. Đứa này. Đứa này. Em nhỏ hồi xưa lên lớp trưởng, nhỏ lớp trưởng xưa bụng bự quá. Nhỏ lớp trưởng xưa bụng hơi bự. Rồi. Nhỏ này hơi chơi hơi dữ. 1 2 3 2 1. Ờ đúng luôn á, vô luôn á. Trời ơi. Thêm một lần nữa thôi nha. Nè coi lại đi chồng. Alo. Ê, nó có dính vô cái tạp chí nghệ một chiều, đi ra chỗ khác quay đi. Ừ, quay lên đi rèm không? Ok. Rèm không? Hay là cái tường này nè. Mấy cái tường này. Đúng rồi đó, vô đó. Chị phát tay lên tay mà, hay nó chẳng bàn đây mà. Chị được, lên đây cũng được. Cao quá. Cao tao quay mới tới. Thôi mà nó xấu nó nghe nó nghe rèm nè chị. Mới rèm đi. Bởi vì bóc nó dễ quá. Đâu cái tường ngay chỗ kia kìa. Đâu đi vô hỏi em tao có lấy được không? Mày thử sao chưa? Ơi được nè. Bây giờ sao? Mày chỉ cháu không nè. Nó xét cái mặt chị lên. Ê, cũng có bông đồ ngày xưa đâu ta. Trời, quay vô đây á, clip đẹp lắm. Ờ, đẹp lắm. Ê, nhỏ lớp trưởng, ô nãy con nhất đỉnh ghê, có gì không nhó, diễn không nha, cái không cuối cùng cũng vô nhịp luôn nha, không nha. Chào, chào. Để đi, chị chạy khách cho nè. Đúng rồi, chị đã. Chụp cho chị mấy tấm đi, ngày xưa ra. Chào, chị ơi. Không, không, không. Ấp ảnh lên vậy không à. Trời ơi, đúng ngày xưa của tao luôn mày. Ngày xưa tao năm 2010 như vô trường sân khấu này nhận học có vậy đó, thiệt. Chồng quay lại cho một lần nữa thôi, xong rồi. Nếu mà mình diễn tốt thì mình sẽ làm một lần. Bên đây đẹp hơn nè. Anh chồng, y chang vậy luôn nha. Thôi tắt các quạt đi, dùm đi tính anh bị ồn. Cái này đâu không thua tiếng nào. Không thua tiếng hả? Đúng rồi, anh lấy thôi, ghép nhạc riêng mà. Đẹp, để rửa làm gì vậy. Nghe em ơi. Chờ xíu em, chờ xíu cho em nghe điện thoại. Ê nhỏ lúc chữa. Nhỏ lúc chữa. Xong rồi chị đếm. Mấy giờ? Ê tính nãy mày về là tao mò tao biết sao luôn. Nãy giờ tao biết bà hãy nặng cũng sẽ khó. Ý là nó khoảng mấy giờ vô nhà máy? Kẹp bao nhiêu? Ít ông thêm không? Trễ là mấy giờ á? Ý là trễ là mấy giờ? Lố quá nó ối về. Ờ cho thời gian cho bây giờ em trễ là mấy giờ. Ê có cái ái nào một mình chị không? Có ái nào một mình chị không? Mà kiểu vậy nào. Bây giờ chính xác lại vô bây giờ. Có.
có mấy cái TikTok em lướt cũng thấy. Thì mình thay đồ khác, mình bật đồ khác. À, chị quay 125 cây đúng không? À rồi rồi rồi. Cái chuyện gì không? Đi với lại em hỏi nó mấy giờ giùm anh luôn. Không. Rồi rồi rồi, cái báo cáo đi anh nói nhà máy. Ta bận bận cái thép quá rồi. Vô quay kìa chị. Ủa mấy cái áo màu đỏ bữa vừa mua lên Thái Lan vô trồng đâu? Thì có màu đỏ nào không? Có cái màu đỏ. Thôi thôi đừng đổi nữa, để đi. Rồi ok. Ok nha. Luôn 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 luôn. Ông tập đứng bên đây đi, góc mặt bên đây cũng bận đẹp hơn. À đúng rồi đó, thấy góc này đẹp quá nè, thiện ơi, em bước xuống lại xíu đi. Rồi ok luôn. Rồi bấm chưa? 1, 2, 3, bấm máy nha. Bấm máy đi. 3, 2, 1. Lại lại, chậm rồi, đi chậm rồi. Đếm, đếm, em đếm 3, 2, 1 đi để không hiểu. Dạ không để em đếm nè. Rồi rồi, ok, lại nha, xin lỗi nha. Rồi. 3, 2, 1. Đó không nghe cái không nghe giống gì không nãy giờ luôn không cái cười quá. Nhưng mà tầm vừa sớm quá cho cái trời lại một lần nữa, với lại tầm được cái thấy bộ dài với thằng Tây có gì đúng không hả? Cái sao đâu? Không, anh để giống như nãy đằng trước bên kia thì anh để đằng đỏ đúng rồi đó. Để vậy hả? Đúng rồi đó. Đúng đó. Rồi. Ừ. Đúng rồi. Tự nhiên thò tay vô túi già dặn á. Này đang lóc chóc mà. Đó, đẹp luôn. Đúng rồi, cho nó lóc chóc lên. Nè gần nè, ê nở lớp trưởng mà mặt cờ ấy lên, với lại chồng phải nghiêng qua đây một xíu. Cái mặt của chồng nghiêng quá nó mất mặt của chồng không thấy nét diễn nữa. Chồng đừng có diễn như quay đây qua chồng. Đi chụp tấm kìa. Chị chụp tấm kìa. Lớp trưởng nha. Ê, nhỏ lớp trưởng có nghĩa là cái mặt vợ sẽ quay về cái hướng này nè, đúng không? Ừ. Ủa mấy cái ghê luôn á, tôi đúng luôn á, chị cậu cũng đúng rồi hả? Thôi là lại lại nè. Ê, nhỏ lớp trưởng có chuyện gì không nhóc? Em nhắc lại trong lời phần đi. Ê, nhỏ lớp trưởng có chuyện gì không nhóc? Cuối thứ bảy tuần này bà có bận cái gì không? Thứ bảy. Tới thứ bảy là anh này, bà có bảo đi không? Cũng không biết nữa có gì không nè. Thì tôi được 2 tấm vé được người ta cho free. Nếu mà rảnh thì cùng đi. Sao hả? Sao hả? Cuối cùng là không nữa là hết rồi đó. Nhớ là không nha, không dễ thương á. Rồi 3 2 1 à, có một người, có một người ok. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ da diết ta tiếc một người? Không có một người quay. Thì một người quay luôn á. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ da diết ta tiếc càng sức tàn ngược kiệt mà dẫn việc ngoài công việc, nhớ và nhớ một người đặc biệt nào chưa nè? Hãy nói thiệt bằng cả trái tim mình nha. Ok nha. Rồi, ê có ai cầm cái trên tay giùm chị đi. Quay đi, quay đi. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ một người? Không có một người hoài luôn cả nhà. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ một gia diết? Có bao giờ bạn cảm? Có bao giờ bạn cảm gì quên rồi? Bạn cảm thấy thương thấy nhớ tha thiết gia diết. Cảm giác rồi. Có bao giờ bạn cảm? Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ? Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ gia diết tha thiết? Sức tàn ngược kiệt mà dẫn việc mài công việc. Mà dẫn việc mài công việc đúng không em? Mài công việc. Nhớ mà nhớ một người đặc biệt nào chưa nè? Rồi, ok. Rồi. Hãy nói lại tất cả trái tim của mình nha. Để chị đợi chị quay nha. Tắt 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 quạt này, cái này thu tiếng rồi. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ một người da diết? Ơ, một người quay. Tôi quên một người quay luôn cả nhà. Có bao giờ? Rồi, ok. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ da diết ta thiết anh tức tàn lực kiệt quên rồi. Khó thiệt tôi nghĩ chứ. Khó thiệt cái bộ. Từ 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 từ
thôi nhá. Các bạn nhớ bạn cảm thấy thương thì nhớ giải quyết thời tiết sức khỏe đặc biệt mà giống mẹ công việc. Rồi ok. Nhớ là nhớ một người đặc biệt làm chi nữa nha. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thì nhớ một người da diết, một người quay, chứ một người nha, không có nhớ một người. Nhìn lại nè, có bao giờ bạn cảm thấy thương thì nhớ da diết ta tiết sức tàn lực kiệt bà mẫn thiệt mài công việc, nhớ bà thương, nhớ bà thương hoài luôn á, nãy giờ hoài luôn á. Ngày xưa sáng tới cái bài hát gì mà khó dữ vậy trời, thiệt luôn á. Được một clip rồi nha. Sao để một bên chữ có một bên quay cho chị. Ôi không clip được không, chị nhớ nhưng mà tại vì vô tới cái khúc đó là bị quên. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ ra viết ra tiếc một người? Không có một người, hoài luôn, bị quen hoài luôn. Có bao giờ bạn cảm thấy thương thấy nhớ ra viết ra tiếc sức tàn lực kiệt mà vẫn miệt mài công việc, nhớ và nhớ một người. Nhớ và nhớ một người đặc biệt nào chưa? Rồi ok. Có bao giờ bạn nhớ cái gì, có gì quên rồi. Thôi bây giờ bà cảm thấy thương thì nhớ. Có bao giờ bà cảm thấy thương thì nhớ một người như giết mẹ rồi. Có bao giờ bà cảm thấy thương thì nhớ. Tiếp chị nó còn vai rò hơn luôn á. Đúng rồi chị, chị cứ để mấy tiếng với chị nha. Vậy người ta nói nè. Có bao giờ bà cảm thấy thương thì nhớ ra giết ta tiết xúc tàn lực kiệt mà vẫn miệt ngày công việc. Nhớ và nhớ một người đặc biệt nào chưa nè. Hãy nói cà cờ mình cái chim của bạn đi nè. Ok nha. Đại không? Dạ. Vẫn được nha, vẫn vẫn thương nha. Ok nha. Ôi, vậy người ta nói nè. Đúng không? Mọi người cùng nhau chờ kết quả. Bị gớt cái răng. Không biết luôn, lấy tiếp còn lại. Mệt thiệt luôn. Không, bây giờ quay một cái clip. Ngồi này nè, xong rồi chị lấy ra đưa cái răng đó. Đúng hồn. Rồi. Rồi nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Khi chồng nói, sao em ở nhà mà mặc lượm thượm như trăm? Rồi. 10 điểm. 10 điểm đúng rồi. Trời ơi đất rồi. Xong. Xong. Cảm ơn mọi người. Cường ánh chi. Quá trời nổi luôn á. Không cần. Để mời. Trời ơi. Trời ơi. Dưới bếp rồi. Trời ơi dưới bếp rồi. Để mấy cái xó này nè. Chị có thể cắt ra làm hình luôn á. Rồi chị ơi. Vô rồi. À rồi. Để lao ha. Đây là cái clip TikTok cuối cùng nha cả nhà. Rồi cảm ơn quý vị khán giả nha. Mọi người đón xem những cái clip TikTok của Trâm với anh Trọng trên kênh TikTok Hồ Bích Trâm có tít xanh nha cả nhà. Mọi người nhớ follow TikTok của Trâm nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.